Quy xin chào các bạn. Hôm nay Dạng lên chơi mà rất may mắn là Dạng sẽ hướng dẫn mình làm cái bẫy rắn các bạn. Bữa mình bẫy rắn cũng dính rắn hổ hành bự á, thì mình cũng thì bữa đi chợ lớn mình mua nguyên cuộn lưới luôn. Này Dạng sẽ hướng dẫn mình làm một hai cái gì á. Đây là cái hình dạng cái bẫy rắn nè bạn. Mình bẫy rắn Dạng làm thì có hai cái hôm hai đầu luôn. Mình để không vậy mà cũng có con rắn chui vô dính luôn nè. Các bạn nhìn kỹ trong nè, đó. Rắn mồi, không biết vô kiếm gì mà dính vào đây. Đó, làm mồi luôn, rắn mối làm mồi. Có mấy bạn nói rắn mối làm mồi bẫy rắn hổ hèo với rắn hổ hành gì đó nó cũng vô. Mình mua cái cuộn này là 30 mét là nguyên cuộn đó bạn, ở chợ Kim Biên là 1 triệu. Cái này là kẽm. Chặt đầu làm hộp. Đó, Dạng đang làm làm 78 mặt. Vuông rồi vuông. Làm người thích chữ nhật. Có nhiều kiểu mà mình thích vuông hả? Dạng sẽ làm cái bẫy rắn hình vuông, nhỏ hơn cái bẫy nãy, chỉ làm bẫy nhỏ thôi. Cái kiểu đó là bẫy kia là bự lắm. Bự cái bất tiện là các bạn không có đem theo nhiều được khi mà đi bẫy á. Mình dùng cái kéo bằng cá là cũng có thể làm được, cắt được này các bạn. Cái này là Dạng có kinh nghiệm làm nên các bạn, để mình đếm cho bạn coi ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 cái lỗ. 17 cái lỗ là cái này sẽ làm hôm nè. Còn Dạng đang đếm để cắt. Bao nhiêu ô là 32 ô nhé các bạn. Một mặt là 8 ô. Có này hình vuông luôn các bạn. 32 ô, một mặt là 8 ô. Được thành cái bẫy các bạn. Nhông ngư người ta làm lên 8, ngang 8 mà lên 7. Tùy mấy bạn nha, có thể là lên bự hơn hoặc nhỏ hơn tùy hơn thích. Hơn thì hôm cắt lên. Thêm ô. Này đã có kinh nghiệm làm rồi nên chỉ cần đếm và cắt thôi. Mấy bạn nào thích thì cứ vậy ha, cứ theo cái thích làm kiểu này thì cứ theo cách này làm. Đau nhất là cái lúc hai nấu lên. Câu hai cái mặt này lại nè. Đánh từ cộng cộng lâu thì cắt mà cắt tiện. Dạng tiễn thêm thợ phụ nhí nữa kìa đó. Lăn phụ. Chó vụ phá hả con? Làm. Mày chạy bánh á. Lì cho mày. Lì hả mày? Chết đít cho mày. Ăn mày cầm ăn đi, không mất đút nữa. Chiến xong nè quỳ. Chiến xong nè. Cứ 32 ô sẽ cắt thành một cái tấm vậy đó. Rồi chút cuộn là thành một cái bẫy nha các bạn. Bạn nào thích làm bẫy rắn thì bẫy mấy nó thật luôn, mấy bạn mà mua bẫy chợ dở lắm. Bẫy chừng vài bữa bắt đầu nó mục đầu mục đuôi. Tại bẫy rắn là mình để suốt ở ngoài đồng ngoài ruộng á, ngoài bờ đó. Gặp mưa gió thất thường bẫy mà bằng kẽm mà dởm á, sắc nhiều nó mục. Cái miếng này để làm hôm nha các bạn. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ô ha. 18. Rồi đây mình đếm bề này nữa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ô ha. 18 với 13 nếu mà tính luôn cái ô này. Tính tới đây là 13 nè. Các bạn, để cái này làm cái hôm nè. Cái này cái lưới này là lưới mắc cáo này là ô 1 phân các bạn. Một phân là 10 ml á. Các bạn cứ tính theo đó làm hôm. Từ một miếng lớn này Dạng sẽ cắt làm đôi các bạn. Cắt cái rìa đi luôn. Trừ một cái ngọn ở đây thôi. Đếm cho đúng này.
để mình lấy một cái mình đếm cho mấy bạn coi số ô ha, chính xác. Đây là 2 4 6 8 ha, 8 ô. Nãy mình cái lưới kia là 32 á, chia ra làm 4, thì này cũng vậy nè. Này là 8. 32 chia 4 được 8, cái này còn ngồi không? 2 4 6 8 10 12 ha. 8 nhân 12. Đó, cái này là hai cái hôm nè. Đây. Cái hôm nó sẽ theo cái hình này ha. Gắn chui vô được, nhưng mà khi mà nó đi chui ra nó sẽ không thấy được. Đó, vậy nè. Gắn chưa? Chưa. Cái con bự rồi. Dán bằng không hay này được không? Được. À. Mình sẽ đếm 8 cái ô các bạn. Kê cái đó đi bẻ. Đó các bạn thấy. Rất là thuần thục. Cái số ô này mình sẽ trùng với cái số ô của cái hôm đó các bạn. Xong hình dạng một cái bẫy, bạn thấy dàn trừ một cái rìa để làm cái như cái khóa vậy, mình khỏi cột kẽm đó, thấy không, lấy cái rìa khóa xuống luôn kìa. Cắt bằng cột kẽm thì nó yếu lắm à. Nhưng mà cái lọng nó không có được vuông à, méo. Chồng làm bẫy, vợ câu cá. Chiều nay vừa có rắn vừa có cá nhậu, nhậu luôn rồi bạn. Càng lúc càng lớn. Chút câu. Rồi với cá khủng mình ôm về luôn. Kêu xin quyền trợ giúp gỡ cá. Còn đó em càng thấy các anh nói chắc cũng 600 700 gram á. Con câu hay mẹ câu vậy? Cái đuôi mắc cười á, mắc cái chứ. 550 gram. 22. 600 gram. Cái trễ nặng thịt lắm. Anh dùng cái mấy cái chốt đó khóa là thành cái cho cứng cái bẫy luôn. Không ngày là mấy chục cái à. Công đoạn này là lâu nhất nữa. Em cắt về ít đi, em về ít về dưới làm. Ô, mặt chở khó lắm. Ừ. Tùm hai đứa chuyện chạy quá mua dạ, hai người còn xong nữa. Ừ. Mấy cái đầu cũng dạng khóa cho mình lấy kẹt cái đó, nó quấn nhiều vòng vô khóa cho chặt lại. Hôm cứng. À cho cái hôm nó cứng. Rồi bây giờ cái này dạn sẽ tiến hành làm cái hôm nữa bạn. Cái này là làm cái này là khỏi lò xo luôn. À. Mua chợ về cách cuốc lò xo mà nó cột.
thường à, có chừng tét à, không sao nha. Không sao. Làm kiểu này thì không cần lò xo chắc nữa, nó không có cái đầu nó không có đâu mà chợ vậy, cái lâu lâu cột với chị chứ không chỉ một à, nồng lên cái đó nồng bùng cái là này là bạch đậu luôn, như có bánh tét và bạch đậu. Sẽ dùng 4 miếng để làm hai cái hôm bạn. Bẻ bẻ ra con chị nằm trong hai mặt sẽ nằm ngoài nó vuột. Hai cột dướng quanh hai bên thì khi có miếng bự miếng nhỏ đổ miếng khác đổ miếng khác nữa đưa là cái đầu bự, tại lưới này nó không có điều nó bự nó nhỏ. Em làm kêu làm bán vậy thôi tao biến nó mày ơi. Làm đi đặt chứ này xuống hai lỗ cột cái hai lỗ cột hai lỗ lên lỗ xuống hai lỗ lên lỗ cột cái các bạn để thành cho nên nó có lực á. Này là cột đựng cột xiết lỏng hay lỏng lỏng có đầu đàn hồi để đàn hồi để như cái lò xo vậy đúng không, cột xiết là bạn để nó hai cái. Nhưng thấy bên kia hở thì mình cột lỏng trước, bên đây sát cái mình cột hơi lỏng luôn, cái mình siết bên kia siết bên kia hôm nó chạy rồi bỏ nó không có dướng như cái đó đó là cái kinh nghiệm đó bạn, để dướng vô thành cứng ngắc để cho nó không có dính sát vô cái thành để cái miệng hôm có thể lên xuống đó bạn. Đó. Nó bung lên lại rồi chỉnh rồi đấy. Dạng đang làm cái hôm bên phía đối diện luôn, cái bên kia đã hoàn thành đó bạn. Bạn thấy dạng rất là đa tài, bẫy chuột cũng giỏi,
bẫy rắn cũng giỏi, vớt cá, chặt lú, đủ thứ à, đủ thứ hình bắt, hình thức bắt đánh bắt ở dưới Sóc Trăng, biết tự làm luôn, tự làm. Thường, làm ngon, thường mấy người mấy người đánh đi đánh bắt á, người ta tự làm thiết kế những cái dụng cụ đánh bắt của người ta, mấy dụng cụ đựng đồ cũng vậy, nơm vợt hay đồ rộng đồ cũng vậy, người ta tự may tự ấy mà đảm bảo nó chắc nó hiệu quả nữa. Cột ngay cái mắt đó để làm cho hai cái hôm nó khép lại với nhau à. Không cột lẫn gắn nó nông mà được. Cái này cột vậy chung cái đầu đây nè. Nó quên nông ra được. Dính gắn bự được cái này cộng rồi nó đi. Nó dính rồi biết. Các bạn thấy sắp hoàn thành luôn rồi. Rất là nhanh. Cái lọc lớn thì cột với thêm mắt. Tại cột lớn cái hôm này phải làm nó dài ra. Để nó không có dướng, còn hai cái nó nằm chung nhau là nó dướng. Nó dướng sao vậy? Hai cái cọng này nữa. Gai bên đây, gai bên kia cho nó so le. Để nó nhập chung là nó dướng. Để nó hép gì nè, nó chui vô không có hở rồi được. Lấy hai cọng chì cột vô đây. Lặn cô móc cho cho thọc xuống móc vậy dưới trên xong nên biết nên mốt biết cách cho ấy thắng ra cái bao vô cái móc thọc vô đây móc thì nó gì với là tụt ra rồi bỏ chuột vô đặt rồi các bạn, đây là hoàn thành một cái bẫy nè. Thì cái bẫy này sau khi thiết kế gì mình sẽ lấy một cái bao cát á, mình quấn theo cái vòng này để che nắng che mưa cho cái con chuột hoặc cái con mồi mình nằm trong đây ha. Đây là hoàn thành cái bẫy rất nhanh, có chuyên gia thì rất là lẹ. Mấy bạn nhìn kỹ thì mấy cọng này nó so le nha, để không có dướng đó, các bạn thấy không, con trắng nó nồng vô rất là nhẹ nhàng này đó, ha. Nó nồng vô nè, nó vô rất là nhẹ nhàng, vừa vô xong đầy lại đó, tuyệt vời ha. Đây cũng vậy thôi. Rồi dạng đang làm tiếp cái thứ hai rồi, vậy thôi các bạn ha, mình kết thúc clip ở đây. Mình chúc các bạn làm được một cái bẫy cho riêng mình và đặt cho hiệu quả ha. Chúc các bạn may mắn nha, đặt dính con rắn bự nha. Cái chiều dài của cái bẫy là 8 tấc các bạn. Tại cắt nãy cái lưới là một mét nhưng mà mình cắt mình làm hôm rồi. Đó, còn 8 tấc. Cục quá gắn bự nó vô không được. Nhỏ gắn bự vô không được. Chẳng thà làm bự trừ hao. Nhỏ cũng dính mà bự thì thoải mái. Nó xảy mấy gắn khủng lum. Rồi chào các bạn nha, xin chào các bạn.